Bây giờ là bên gia đình là ok rồi nhá. Ôi, ê. Đang quay phim nhá. Đang quay phim đó nhá. Quang Linh Đúng Vlog à? Ngày càng bá đạo, hết bắt nạt lôi con, giờ đến lôi em cũng bị dọa im thít. Mới đây, Quang Linh Vlog vừa chia sẻ một đoạn clip về việc anh xin phép mẹ lôi con cho cậu bé về Việt Nam sinh sống và học tập tới khi lớn mới quay trở lại Angola, khiến nhiều người xúc động. Tuy nhiên, điều gây chú ý và bất ngờ hơn cả lại chính là lôi em của lôi con trong cuộc trò chuyện cùng chú Linh. Theo đó, nhóm ta đang khóc mếu thì ngay lập tức im bặt chỉ sau một câu nói. Gia đình là ok rồi nhá. Ôi, đang quay phim nhá. Đang quay phim đó nhá. Đùa à? Dơn à? Hả? Ai bày cho đâu? Chủ đang quay phim mà khóc à? Nhìn mặt em bé ngơ ngác cố gắng nén cơn khóc với biểu cảm. Tôi nhịn ông lâu lắm rồi đấy ông Linh ạ. Khiến ai nấy đều bật cười. Thậm chí mà em bé cũng phải nén cười trước tình huống này của hai chú cháu. Trước thái độ nghiêm túc của Quang Linh, bầu không khí như đóng băng. Thậm chí cả ba mẹ con nhà Lôi đều đồng loạt im thìn thít. Đấy, mình là đại ca ở đây mà các bạn. Nên là yên tâm đi, không ai làm loạn được đâu. Tuy nhiên, đó chỉ là Linh đang đùa vui mà thôi. Ngay sau đó, em bé còn chưa biết nói đã được chú Linh dạy tiếng Việt và nói chào các bạn, khiến ai nấy cừng xỉu. Chào các bạn đi. Chào các bạn. Khóc à? Đấy, bị dọa. Nó nghe là đánh đấy. Nhiều cư dân mạng đã tràn vào chia sẻ sự thích thú trước sự thân thiết và vui đùa của Quang Linh dành cho các em bé châu Phi, cũng như khen lôi con thông minh và đáng yêu. Chúc Quang Linh có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục những hành trình thiện nguyện đầy ý nghĩa của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi 8TV. Hãy like, share và ấn đăng ký kênh để liên tục cập nhật những tin tức mỗi ngày nữa nha.